xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là ai? Mình là Mr. G đây đây. Thì chào mừng các bạn đến với video mới của ngày hôm nay của mình nha. Thì nếu như các bạn thích channel của mình thì đừng quên để lại cho mình một like cho video nha các bạn. Còn nếu như các bạn nào mà chưa đăng ký của mình á thì đừng quên hãy bấm nút đăng ký phía dưới để không bỏ qua bất kỳ video nào, cũng như là nếu như video này mà có xuất hiện từ 5 đến 10 giây quảng cáo thì các bạn cũng đừng quên bỏ lại giúp mình chỉ có 5 đến 10 giây để coi hết quảng cáo để giúp cho mình có tiền trả tiền bệnh viện nha các bạn. Hôm nay á thì mình có chuyện rất là buồn luôn, đó chính là bác thợ rèn, hai bác thợ rèn đều đi về quê hết rồi các bạn ơi. Chỉ còn có mình vô đi ở nhà, mình thì không được đi theo thì mình phải trông cái con quỷ này, mình buồn quá đi thôi. Nhưng mà không sao, trong lúc đó thì mình cũng đã chuẩn bị một đống đồ để mình qua mình troll thằng bạn của mình rồi các bạn. Hiện tại á là thằng Núp á thì nó không có mặt ở nhà, thằng Núp á đi qua nhà anh bro chơi mấy ngày nay rồi, chỉ còn lại thằng bạn của mình nó đang canh nhà của con Núp thôi. Thế cho nên mình đã quyết định là mình sẽ troll nó cực kỳ mạnh. Hôm nay là chúng ta sẽ đến với clip 5 cách để troll bạn bè của mình trong Minecraft, cho nên các bạn đừng bấm like cho mình thật là nhiều nha. Thì hôm nay là ngày đầu tiên thì mình cũng đã chuẩn bị ở đây rất là nhiều món đồ, tổng cộng nhà mình có khoảng đống rương luôn á. Nhưng mình sẽ chuẩn bị troll nó bằng cách đầu tiên là các bạn suy nghĩ được cách gì chưa? Mình có nhiều cách để troll mấy thằng quỷ này lắm. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cách đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái thùng ủ phân các bạn ơi. Đó, mình sẽ sử dụng một đống này luôn. Nhiều đây thôi là đủ để troll thằng bạn tẩu re của mình rồi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ mang theo một cái đồ dụng cụ này nọ đã. Đó, mình cứ mang theo giáp kim cương, mắc công nó BBB với mình còn BBB lại nó nữa các bạn. Nếu không nó BBB mình là mình xác định liền. Oh my god, trời mưa hả? No, mình không để trời mưa đâu, trời mưa là sao mà chơi ông hai. Rồi ok, mình đã mặc cho mình full bộ giáp kim cương rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi qua bên đó. Cái này á thì nó phải AFK nha các bạn, mình mới làm được. Cho nên là cái này mình coi như là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chôn bạn bè của mình luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua nhà của thằng bạn của mình đây. Không phải, nhà này nhà của thằng Núp. Mà thằng bạn của mình nó muốn có hy vọng làm được 10 tỷ máu, cho nên nó đã trở thành bạn của thằng Núp, làm đệ tử của thằng Núp luôn rồi các bạn ơi. Thật ra thằng Núp sinh ra nó đã 10 tỷ máu sẵn rồi, mình nói thằng này nó không chịu tin bạn, nó cứ đòi rồi. Ok, ê, hình như nó áp ca thiệt kìa. Ồ, thằng Kết đi áp ca rồi. Chết bị danh rồi. Ok, ok, thì nếu như các bạn muốn mà chôn bạn bè của mình thì các bạn phải chơi đúng phiên bản như mình đang chơi, đó chính là phiên bản 1.14.2 nha các bạn. Ok, bây giờ là mình sẽ qua mình troll nó cái nhẹ đây. Hôm nay thì không có được chế tạo như hôm nay chứ là troll cực kỳ mạnh. Rồi ok, nó đang đứng đó, nó AFK rồi quý vị ơi. Bây giờ mình sẽ lặn ở trong đó. Ok, ok, ok. Nó không có mang giáp kim cương theo, ngon ha. Bây giờ mình sẽ đi từ từ, mình phải troll cho nó không có thoát ra được mới là đỉnh cao nè quý vị. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái thùng ở từ để bây giờ mình quýnh nó thử một cái coi nó có AFK thiệt không nha các bạn. Có khi nó không AFK. Hello, hello, what's up, hello, 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 anh bạn. Hello, 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 hello. Ok bạn ơi, thằng này nó AFK thiệt rồi. Được rồi, mình sẽ làm cho nó một cái thùng ủ phân. Mình sẽ dùng táo bẹ mình đặt đây đóng nè bạn. Nhưng mà các bạn nhớ là phải chừa ra một ít xíu nha. Đó, ok. Để mình thử nghiệm coi được, mình thử nghiệm mình trước, nếu mà mình được thì mình nó mới được. Rồi đó, mình nghĩ vậy được rồi đó. Ok, như vậy là nó sẽ bị mắc kẹt lại và nó sẽ không thoát ra được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Đầu tiên từ từ nha, nguy hiểm nha, từ từ để quýnh nó các cây. Ok, nó vẫn AFK. Ok, trời ơi anh bạn ơi, xui lầm sẽ lầm trên bạn rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cục khoảng 2-3 cục đất gì đó, mình làm cho cái làm cái nắp nữa các bạn, phải có cái nắp. Đó. Rồi ok, ok. Thanh kiều tăng 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 tăng. Bây giờ chỉ cần đi vô đây thôi các bạn. Mà mình đóng cái nắp này xuống một cái là nó sẽ bị kẹt ở đây như một con điên. Ok. Được rồi, mình sẽ đẩy nó qua. Ê, đi qua đi qua đây, qua đây đi qua đây đi. Đi qua đây đi, đi qua đây đi. Đó, ok, mình sẽ đẩy nó vô bạn ơi. Đẩy này khó quá. Tại vì mạng này nó ở xa, mạng nó lắc như quỷ vậy các bạn. Mạng nó chỉ có 3 cục mạng rồi từ dưới. Ok, không sao. 3 cục mạng nhưng mình có cái cần câu nè. Ok, nó lên đây rồi. Để vô, để vô, để vô. Có lên, có lên, có lên. Rồi, nó chỉ cần đi vô đây mình sẽ đóng cái nắp lại là nó xác định. Rồi, không thoát ra được đâu. Tí nữa mình sẽ đặt cục obsidian ở trên nữa bạn, là xong liền. Khóc thét liền. Rồi, ok. 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 Ok, vô. Cuối cùng nó đã vô được cái chỗ này của mình rồi. Và các bạn hãy xem đây, mình sẽ cho nó cực kỳ là mạnh luôn. 3, 2, 1. Trời, dính trưởng. Ok, bây giờ mình sẽ phá những cái này đi nào. Ok, rồi, đợi một chút. Mình sẽ dùng, ê, quên. Dùng cục khắc diện thạch, mình sẽ đặt ra cái đặt. Quên, đây. Ủa đúng ta? Không, đáng lý là không được dùng khắc diện thạch, phải đặt ra chỗ này trước nè. Bây giờ bạn coi nó nè. Nó mà thoát ra nó không biết cách thoát đâu các bạn ơi, nó sẽ bị ngu người, nó đâu biết nó đang ở đâu đâu. Thôi mình khỏi cần hát gì thành cũng được nữa các bạn, chiêu này là bá đạo rồi. Ok, bỏ ra nào. Trời ơi, ôi, ủa nó cầm cục block của mình luôn rồi. Oh god, trời đất ơi ông hai, thấy ông hai thấy phiền phức ghê không. Rồi ok, ui ui nó phát hiện rồi, ui chạy lẹ chạy lẹ chạy lẹ chạy lẹ.
Ê, nó phát hiện kìa bạn ơi. Ôi nó không biết cách ra đâu, nó không biết cách ra đâu. Nó bị ngu người chấm cơm rồi. Nó bị ngu người chấm cơm rồi các bạn. Rồi xong anh Thanh Niên. Ôi bạn coi kìa, nó đang bị điên á. Nó ở trong đó, khi mà ở trong đó là chúng ta không có nhìn được cái gì đâu các bạn. Chỉ nhìn thấy mấy cục block thôi à. Úi trời ơi, nhìn nó kìa. Thế là anh Nai đã bị mắc kẹt như một con điên rồi các bạn. Trời ơi các bạn, hát chiêu này của mình hay không? Nếu như các bạn hát chiêu này hay, các bạn đừng bấm like cho mình cái nhẹ nha. Trời ơi, mình thông minh quá, mình nghĩ ra mấy trò bá đạo thiệt các bạn. Ok, thì hôm nay mình sẽ cho nó tới đây thôi. Còn ngày mai tiếp tục, mình sẽ tiếp tục cho nó vào sáng mai nha các bạn. Ok, đi về nhà ngủ thôi. Mỗi ngày mình sẽ cho nó một cái. Nó không biết mình làm đâu các bạn. Bye bye. Nó không bao giờ thoát ra được khỏi chỗ đó đâu. Thanh xui trừ khi thằng núp về giải cứu thôi. Còn bây giờ thì mình lại tiếp tục đi về nhà ngủ một giấc để sáng mai tiếp tục là trâu nó thôi quý vị khán giả ơi. Trời ơi, hello Ori. À ok, muốn ăn hả, cho ăn nè. Cuối cùng là cũng qua ngày số 2 rồi. Không biết bây giờ là cái thằng quỷ bạn cây ít đi của mình nó sẽ làm cái gì đây. Để mình ra mình nghiên cứu nó cái nhẹ đi các bạn. Ok, hình như nó thoát rồi bạn ơi. Nó thoát rồi. Ok, không sao. Nhưng mình sẽ có cách chôn nó mới thôi, yên tâm. Mình là chuyên gia thông minh vũ trụ mà các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chôn nó bằng cách gì đây ta? Mình sẽ chôn nó bằng cái... Oh my god. Mình sẽ chôn nó bằng vàng giáo với lava hồng. Đúng, chôn nó bằng lava. Chôn nó bằng vàng giáo thôi. Đúng rồi. Chôn nó bằng lava rồi nó chết thì sao? Đúng không? Rồi cái nhà nó hư rồi nó chạy qua nhà mình nó ở thì sao? Thôi không được đâu, mình chỉ cần chôn nó bằng vàng giáo thôi các bạn. Thì nếu như các bạn biết á, cái vàng giáo này nó cực kỳ là bá đạo luôn. Các bạn có thể đặt lên trời như thế này. Nè, nằm như vậy nè. Mà thấy nó cao lên không? Đó, nếu cao lên như thế này các bạn chỉ cần đập cái dưới thôi là nó sẽ lủng bụp bụp bụp. Và đứa nào leo lên trên đó sẽ bị rớt xuống và mất một khúc máu các bạn ơi. Ok. Nhưng mà cái thằng đó nó không có biết đâu. Tại vì biết sao không? Thanh niên đó chưa có chơi 1.14.2 như mình. Còn mình chơi cái này nhiều rồi nên mình sẽ biết. Ok. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình qua mình trôi nó tiếp nào các bạn. Mình sẽ dùng cái dàn giáo tẩu tre cực mạnh của mình. Mình sẽ trôi nó cho nó biết thế nào là lễ độ. Ok. Rồi bắt cô mặt cực mạnh qua nè. Ok. Ê, nó làm gì á? Ôi, nó đang thức á. Từ, nó đang thức hay đang áp ca nữa vậy ta? Ai chà chà. Ô, ok, nó ăn đồ rồi kìa. Vậy là hôm qua nó tự nó thoát được chứ không phải là thằng núp thoát được đâu. Ok, phải đặt cục obsidian nó chơi mới được á. Rồi để mình quăng cái này đâu đây? Quăng ở biển này đi. Rồi ok, bây giờ nó đang áp ca hay nó đang ngủ vậy ta? À, thằng này nó đang ngủ. Vậy thì tốt quá. Thức dậy. Nó ngủ thiệt cả các bạn ơi. Mình chỉ có cách chôn mới. Bây giờ mình sẽ dựng cái vàng giáo này trên nóc nhà của nó thật là cao lên. Và nó mà đụng vô một cái là nó xác định liền. Thằng này nó không có biết cái này là gì đâu. Ê, ở đây có thang luôn nè. Ê, ngon quá. Rồi nha, mình phải nghiên cứu nha. Cái tên này nó mà di chuyển một cái là mình phải chạy liền các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ dùng cái này lên cao hoặc là cao nè. Ê, quên. Rồi, bắt đầu. Whoop. Ui, no. Làm lên, không có làm ngang. Làm lên. Làm cao thật là cao, cao level vũ trụ luôn các bạn. Ok, bây giờ mình đang làm cho nó cao level vũ trụ luôn rồi. Để cho nó không nhìn thấy được ở phía trên nó sẽ có cái gì các bạn ơi. Và nó sẽ tò mò, sẽ leo lên trên và bụp một phát lên đường. Ok, mình sẽ làm cho nó cực kỳ là cao luôn các bạn. Rồi, mình đã làm một đống. Ui, tính là mình làm 60 mấy luôn á. Oh my god, bây giờ nó khá là cao. Từ đây là không có thể nhìn thấy được bất cứ gì trên đó đâu anh ai ơi. Bắt đầu thôi. Bây giờ mình sẽ đứng ở trong gốc cây mình đợi nó ra. Ha. Nó sẽ thức dậy và mình sẽ cho nó chết. Ok, bây giờ mình cần phải đi nè. Mình cần phải đi vô gốc cây mình đứng mình me nó cái đã. Tưng tưng. Hồi thằng này nó ngủ à. Dậy đi, sáng rồi. Dậy đi. Ơ nó dậy thiệt cơ. Trời, mình giả tiếng gạm nó cũng vậy thiệt các bạn. Oh my god. Ôi nó vậy kìa, nó cái đã. Nó đang làm gì vậy? Anh bạn ơi. Ôi, nó cho gà ăn các bạn. Đúng rồi, thằng núp có nhiệm vụ này cho gà ăn trong nhà các bạn ơi. Trời ok. Không biết anh đang ở đây đâu hả? Ôi nó phát hiện ơi. Nó cho gà ăn nhưng mà nó đang phát hiện là cái đó có vẻ vui hơn đó. Ok, anten đó. Anten đợi truyền hình mới đó. Ok, nó đang nghiên cứu coi trên có gì nè. Rồi nó lên nó làm gì đây? Nó đang nghiên cứu các bạn ơi. Nhìn tới nhìn lui nữa. Thằng này sao kỹ dữ vậy?
Thôi nó leo lên rồi, nó leo lên rồi. Leo lên cao lên đi anh bạn. Đúng rồi, càng cao là càng phê đó anh bạn của tôi. Được lắm, được lắm. Ôi, chạy qua chạy nhanh 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 nhanh. Chết mày. Rồi xong rồi, xong rồi bạn ơi. Thằng này lên được. Ôi trời, nó đang cho gà ăn, nó còn quăng ra nữa nè. Oh my god, nó lên cao rồi các bạn. Bây giờ nó đang ở trên cao kìa. Rồi nó đang đi tìm bất kỳ một cái gì đó mình không có biết đâu. Cho nó một hit nào. Rồi, ê, chỉnh chè sáng cái đã. Ê, rồi xong nhé. In. Ê, quay quay quay. In. Bye bye bạn hiền của tôi. Oh Amelie, I can fly. Anh ấy đã chết rồi quý vị khán giả. Cũng là hạng tường tôi. Ủa nó đâu rồi? Ôi, ui, ui, nó quên mất kìa. Ôi, 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 ôi. Ok, mình sẽ solo nó luôn bạn. Trời, mình cầm kiếm cương, giống cương mà mình sợ gì. Hạng tường tôi các bạn ơi. Ok, mày đâu, mình cái đấy. Mình thử mình cái đây đi. Thử cái đây đi. Ok, ôi, ôi, trời ơi, bi trong mưa nè, bi trong mưa nè. Chạy nè. Chạy nè, ý đi về thôi, chôn là quá đủ rồi. Ngày thứ hai mình chôn cực kỳ là mạnh các bạn. Mà giờ nó không dám dí mình đâu, mình đang mặc giáp kim cương mà. Ê, nó nhảy như con điên rồi bạn ơi. Ôi trời ơi, biết chuyện gì xảy ra đâu mà nhảy. Cũng chỉ là cùi bóc lên bạn hiền ơi. Tắt mưa cái đã, bye bye. Đúng là anh bạn hiền bị mình chôn một pha cực mạnh các bạn. Ui trời, nó quăng ở cho gạn nè. Đó, bây giờ mình lại tiếp tục đợi qua ngày mới rồi mình sẽ chôn nó chiêu mới nha các bạn. Ripper là đây con Ripper. Ripper láo quá. Oh my god, tại sao đây Ripper nhiều dữ vậy trời. Hey, rồi, ok, cùi bắp chiên bơ. À, mình thấy con Ripper này mình có ý tưởng cho cái trò chôn cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Nhưng mà yên tâm, tí nữa mình sẽ chôn cái đó sau. Bây giờ mình có một cái chôn mới các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ qua mình chôn nó bằng cái chiêu khác đi. Bây giờ để mình coi coi. Oh my god, bây giờ mình sẽ chôn nó bằng cái chiêu gì đây. Để mình nghiên cứu. Oh, trứng sinh ra thay ma với nhãn ghi tên. Ok, còn bên đây là mình có gì. À, xô cá nóc. Ấy chà chà, bây giờ mình đã có ý tưởng rồi các bạn. Biết gì không? Mình sẽ canh cho nó đi đào gỗ. Mình sẽ dùng cái xô cá nóc đó dùng tuyệt chiêu trong nhà là bảy độc. Nó sẽ chết liền. Cái chiêu này mình mới chế các bạn ơi. Đây, hướng dẫn các bạn luôn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm tuyệt chiêu này nha. Tuyệt chiêu này là nó cũng hơi khó các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn có thể làm được đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua nhà của bác Họ Rèn. Mình cần có một cây rìa, cây xẻng gấp. Ok, mình sẽ mượn bác Họ Rèn một cái xẻng. Ôi chết rồi, bác Họ Rèn không có xẻng hả? Oh no, thật là đau lòng quá đi thôi. Không sao, mình sẽ tự chế cho mình. À, bác Rèn có kim cương nè. Mình sẽ tự chế cho mình một cây xẻng luôn. Ok, mình là dân chơi chuyên nghiệp mà các bạn. Yên tâm, mình sẽ chế cho mình một cây xẻng. Để mình đi qua đó mình làm cái này cho nó lẹ các bạn. Cứ để cho nó canh nó đi chặt gỗ này nọ đi. Hoặc là nó đi đâu đó, nó cứ đi ra khỏi nhà nó sẽ chết cho mình. Ok, bây giờ là mình sẽ chế tạo một cây xẻng thôi. Đây, đó, rất đơn giản nha. Bây giờ mình xuống cho các bạn cách làm sao mà chôn. Chỉ có mỗi cái channel của mình là review cho các bạn coi thật là kỹ cách chôn đồng đội của mình từ A đến Z thôi nha các bạn. Thế cho nên các bạn đừng quên bấm like cho mình cho video nha các bạn. Nhưng mà trước khi mình qua mình chôn nó thì các bạn đừng quên bấm like cho mình cho video này để video này cố gắng đạt được 3.000 lượt like nha các bạn ơi. Thì nếu như video mày đạt được 3.000 lượt like thì mình sẽ quấn làm những video Minecraft chế tạo là Minecraft hay cho bạn coi nha. Hay đừng quên chứ mình này được 3.000 lượt like nha các bạn. Còn bây giờ nó sẽ đến một chương trình còn hay là chương trình bấm like, đó chính là chương trình qua bên nó chôn nó trước đã. Các bạn nghĩ sẽ đến chương trình trả lời câu hỏi sao? Chưa đâu. Các bạn chưa có bấm like nhiều nên mình chưa có trả lời câu hỏi. Các bạn tí nữa mình cho nó xong rồi mình sẽ cho các bạn trả lời câu hỏi sau nha. Ok, bây giờ thì mình cứ cầm cái xẻng kim cương này qua. Trời ơi, bây giờ mình phải qua đó mình đợi nó đi đào chặt cây nữa đó. Ui, ở nhà nó có con quỷ, con quỷ skeleton kìa. Ơi, à thằng này nó đang tính đi đào mỏ hay đi chặt cây gì kìa các bạn ơi. Ok thôi, cứ để đi ra khỏi nhà mình mới chơi tuyệt chiêu này được rồi. Ok, mình cứ bỏ hết đồ vô đây cái đã. Anh bạn ơi, hãy đi làm việc đi, thằng núp nó bắt mày làm việc đó, mày mà không làm việc nó sẽ quýnh mày. Ok, nó đi rồi. Ý, tạm biệt các bạn hiền. Rồi thôi xong luôn. Nó mà đi là cái nhà của nó sẽ bị mình troll cực mạnh các bạn. Rồi ok. Nó đi kìa. Nó qua nó làm gì ta? Hình như nó qua nó chặt cây mình đó. Rồi ok, mình xuống như các bạn nha. Đầu tiên á, các bạn sẽ làm cách này nè. Đó, các bạn sẽ dùng một cái xô cá nóc, bạn đổ nước vô. Đó, bạn đặt lại. Khi mà nó đi vô trong nhà nó sẽ bị giật điện như con điên các bạn ơi. Ok, cái chiêu này á là mình thấy là trên mạng ta dùng rất là nhiều. Rồi, bắt đầu. Ơi chết rồi, như con cá nóc của mình chết rồi. À không, cá nóc chưa chết. Ok. Ui, con cá nóc nó chết rồi. Ai da, vậy là mình không. Ui. Đó, thấy không, mình vẫn bị dính độc kìa. Oh my god, phê quá. Thằng kia nó về chưa, thằng kia nó chưa có về đâu, yên tâm đi. Bây giờ phải làm từ từ, cẩn thận nha. Hey. Rồi, xong. No, what are you doing man? Trời đất ơi, con quỷ skeleton. Xong,
đơn giản là đen giỡn. À, ngay cái giường của nó, cho nó một hit luôn. Rồi xong, ngay cái giường của nó, cho nó một hit cái nhẹ. Ok, mình vẫn chơi nó về nên mình vẫn tiếp tục mình làm các bạn ơi. Chừng nào nó về đi rồi tính tiếp. Đó, mình cứ đặt xung quanh nhà nó một đống luôn, cho nó biết thế nào là lễ độ dân chơi, nó đi tới đâu là độc sẽ dính nó tới đó. Ok, đó, chỉ có cha nào mình mới review cho bạn coi kỹ thôi nha. Hey, ui, ui, rồi xong. Đó, bây giờ nó chỉ cần bước vô nhà của nó thôi. Ê, nó kìa, oh my god, lê, mình còn có 2 xô à, cố lên nhanh. Ui, nó về kìa, nó vui, mình chạy trước đây, thôi không sao, nhiều đây quá đủ rồi. lặn xuống nước lẽ nó phát hiện đâu. Ok, mình lặn xuống nước rồi nó không phát hiện nữa, bạn ơi, mình cài shader nó mới không, mình mới thấy. Ui, lặn xuống. Nó bắt đầu vô nhà rồi kìa, ok. Nó làm gì vậy? Từ từ, nó đang làm gì kìa các bạn, từ từ, để mình nghiên cứu coi coi. Trời, ok, nó làm gì vậy? Ôi, nó đang làm cái hình gì bạn ơi, mình không biết. Nó dính cá đốc rồi kìa. Ok, nó bị dính cá đốc mà nó không biết tại sao nó dính cá đốc luôn các bạn ơi. Quá mạnh. Ôi trời ơi, nam thanh niên ơi. Ui, ok, coi chừng nó thấy. Đó, nó bị dính độc cá nóc các bạn thấy không? Trời, đâu biết chuyện gì sẽ ra đâu, mà nó sẽ chết thôi các bạn ơi. Yên tâm là nó sẽ chết bởi độc cá nóc. Và mình vô tội, mình chả làm gì hết. Ok, nam thanh niên, nó cứ đi vô nhà. Chết bởi cá nóc nhục nhã ê chề. Oh my god, tại sao mình nghĩ ra được cái chiêu cho anh cực mạnh vậy ta? Oh no, thật là đau lòng cho anh hai quá, đi thôi. Oh my god, vô nhà nó đi, bây giờ nó không dám vô nhà luôn rồi. Ok, nó không dám vô nhà rồi các bạn ơi. Nó mà vô nhà nó dính cái nóc liền luôn. Ôi trời ơi, thật là quá là đơn giản, một cách chôn cực mạnh. Không sao, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình chôn nó cực mạnh luôn các bạn. Mình cứ tính là một ngày mình chôn nó, nhưng không các bạn ơi, mình sẽ chôn nó liên tục, không ngừng nghỉ bất cứ một giây một phút nào hết. Bây giờ ở nhà mình á là còn gì nữa ta? Ở nhà mình bây giờ là còn một đống đồ để chôn luôn á. Nhưng mà để mình về mình nghiên cứu coi là đống đồ là cái gì nha các bạn. Ok, từ từ để mình vô mình coi cái đã. Đóng đồ cho nó nhà mình bây giờ còn lại trứng Sinda Creeper. Cái này cho hàng qua Canada được nè. Bây giờ cái nhãn sinh đây ma. Nhưng mà bây giờ mình lỡ mình chơi ngu, mình làm bẫy trong nhà nó, bây giờ nó vô nhà không được. Nhưng mà không sao các bạn. Yên tâm đi, mình sẽ cho nó ngủ ở nhà mình luôn. Nhưng mà ngủ không có được đâu. Ok, bây giờ mình cần phải làm một tuyệt chiêu mới. Làm một tuyệt chiêu đó chính là mình sẽ lấy hết mấy cái đồ này ra trước cái đã. Ok, trong nhà mình là mình không có giữ lại, mấy thằng nó qua nó ăn trộm đồ nhà mình á. Ok, bây giờ mình sẽ cho một con zombie ngay chỗ này luôn các bạn ơi. Đó, ta chỉ cần cho một con zombie ngay cái chỗ này thôi là bảo đảm thằng đó nó ngu người liền. Ok, nhưng mà trước khi cho con zombie á, mình phải đặt cái tên con zombie nha các bạn. Bây giờ mình phải ra mình đặt cái tên cho con zombie quỷ này. Bây giờ các bạn có nghe thấy tiếng zombie không? Zombie ở đây nó sẽ không bao giờ nó ngủ được trong nhà của mình đâu, yên tâm đi. Ừ. Bây giờ mình sẽ đi qua, mình diễn để một pha mạnh nhất, đó chính là mình sẽ cho nó đi đào kim cương trong hang Wakanda và nó sẽ đi theo mình. Ok, đi thôi, mình sẽ cầm cúp kim cương coi như là mình không quýnh lộn với nó các bạn. Hey, đi qua bên đó đào, rủ đi đào kim cương cái nhẹ. Mình ở đây mình có chuẩn bị sẵn 5 cái quặng kim cương rồi các bạn. Mình sẽ đặt ra cho nó trước, trong lúc nó đang đào mấy cục sắt mình sẽ đặt kim cương ra. Và khi mà nó đang đào kim cương mình sẽ cho nó một hit ngay đầu là xác định liền các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua mình kêu nó nào, nó đang làm gì với nó vậy? Bây giờ nó không vô được nhà nó rồi các bạn, nó chỉ biết đứng đây múa thôi. Ê, cái đi, ê, qua đây. Đó, mình sẽ kêu nó qua đây. Đi đào kim cương ở Wakanda không anh em. Đó, phải kêu nó là anh em nó mới có thiện chí các bạn ơi. Đó, ngon vậy. Đó, đúng rồi, mang cúp kim cương, cúp sắt theo. Ok, đây. Đi thôi anh em. Đó, mình kêu nó là anh em luôn. Và go. Ok, nó vẫn chưa biết những gì nãy giờ mình gây ra là bởi mình các bạn, là những gì mà cho nó gây ra cho nó là bởi mình cơ mà các bạn. Ok, nhưng mà bây giờ á mình nghĩ là mình sẽ đến với câu hỏi hắc não cho các bạn nghe trước nha. Cứ để trong này đợi chờ để chút xíu để các bạn kể đi. Mình không để ý nó lắm đâu. Ok, và hôm nay nó sẽ đến với câu hỏi hắc não 2019. Anh bạn ơi đừng vô làng nha. Rồi đây, câu hỏi hắc não 2019 cho các bạn trả lời trong vòng 3, 2, 1, let's go my friend. Tăng. Câu hỏi hắc não 2019, con gì càng tối thì lại càng sáng? Trời ơi, cái gì ghê vậy, cái con gì nó lạ với ta? Trời ơi, con bóng đèn hả? Đâu có, con bóng đèn đâu có vụ đó. Ừ, không có. Ai trả lời đúng câu hỏi này sẽ được tăng thêm 10 IQ nha các bạn. Ok, mình sẽ đọc lại cho bạn câu hỏi lần cuối, đó chính là con gì càng tối
thì nó lại càng sáng. Trời ơi, con gì vậy? Oh my god, trong lòng mình vẫn chưa biết là con gì hết. Nên các bạn biết đây là con gì, các bạn đưa bình luận cho mình biết nha. Con mặt trời hết ta. Hên xui, nếu như các bạn biết câu trả lời gì các bạn đưa bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu tôn nó cái nhẹ thôi. Ok, đi thôi anh em. Đi thôi anh em, mình sẽ kêu nó là anh em. Các bạn ơi, mình cứ kêu nó là anh em liên tục. Ok, anh em đi thôi. Vậy sẽ bị anh chôn cực mạnh. Đi thôi nào. Ôi trời, mưa nữa. Ây da da da, dạo này mình bệnh dữ quá. Lên đường. Ok, đi thôi. Tôi cũng mang cúp kim cương, tôi không có quýnh bạn đâu. Lẹ nào anh hai. Ok, không biết. Ủa, trời đất ơi, hôm nay chú điểm đêm cũng không có đây luôn. Ờ, thôi kệ, không sao. Mình cũng không có ít khi nào mình chôn chú điểm đêm lắm. Mình quýnh lộn với dạo không à. Thằng này á là nó ít khi nó qua Wakanda nó đào hang lắm, các bạn biết sao không? Tại vì Wakanda là chỉ có mình được đào thôi, người khác mà vô là nó quýnh liền á. Trừ anh bộ đồ dân nước. Còn thằng này thì chắc là Wakanda nó vẫn chưa biết mặt đâu. Có gì để tí nữa mình nói chuyện với mấy thằng Wakanda, mình kêu là ê, 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 hôm nay tao vô đây tao chôn thằng này thôi. À. Ok ok. Ê, quên. Cầm kim cương à, nó thấy mất tiêu quá. À, vô đây anh bạn, vô đây. Come on, come on. Trong đi là hang này là xịn lắm á nha. Cẩn thận nha. Ok, bắt đầu nó sẽ thấy những cái cục sắt này nó sẽ đào thôi các bạn ơi. Nè sắt nè, đào đi, đào đi, đào đi. Đào sắt trước đi. Kim cương tí nữa đào sao? Ừ đúng rồi đó, mình sẽ đi xuống đây mình set up sẵn một đống kim cương cho nó. Ok 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 ok. Mình sẽ set up sẵn một đống kim cương ở đây đi, ở đây đi, ở đây nhìn cho nó thiệt. Ok. Ok ok, mình giả bộ mình cũng đào đào chung với nó các bạn. Mình đào đào chung nó nha. Ok, nó đang đào, nó đang đào đó. Hello, đào đi anh bạn. Đây đây này nè. Ồ trời, cúp mình mạnh quá bạn. Cúp mình đào con cá lủng rồi. Ôi xịn chưa? He he he. Rồi đi thôi bạn Hiền ơi. Mình có chỗ đào kim cương phê lắm, đi theo mình đi nào. Come on. Ok, nó cứ đi theo mình, nó đâu biết chuyện gì xảy ra đâu. Ok ok. Rồi mình cứ giả bộ mình làm giả bộ bạn làm. Ê, đây có sắt nè, tôi đào sắt nha. Giả bộ. Chừng nào nó tìm thấy kim cương nó sẽ nói cho mình biết. Ok. Rồi. À. Ui. Ô, kim cương. Ê, ê, ngon. Ê, từ, khoan. Chụp tấm hình. Ok, chụp tấm hình. Đứng gì? Đứng vô đi, tao chụp cho. À, ok ok, mình sẽ chụp cho nó tấm selfie. Coi như là ảnh bịa trước khi chết. Rồi nó đang tạo kiểu đó bạn. Ok. Ok ok, đẹp trai lắm. Rồi, bây giờ nó sẽ đào kim cương, mình sẽ đặt mấy con Reaper quỷ ra. Ok. No man, oh my god, lần này có vẻ là thất bại rồi các bạn ơi. Mấy con quỷ Reaper nó không chịu giết này mà nó giết mình mới đau chứ. Không sao, đâu ra thế. Không biết. Ok, bây giờ mình phải cách tìm cách khác để cho nó đào thôi các bạn. Và trong khi nó đào thì mình sẽ nhét mấy con Reaper vô. Ok, đội đi Reaper đây. Ok, thank you. Ok ok, thôi từ mình chạy. Yes, cuối cùng nó đã chết bởi Reaper chứ không phải bởi mình các bạn. Nhưng mà không biết nó có biết để không nữa. Hình như hồi nãy nó lo nó tập trung nó giết con Reaper mà. À, nó tập trung nó chạy mà nó đâu có biết mình ở trong đó đâu. Mấy con Reaper nó che tầm nhìn hết trơn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình xuống nó coi coi nó có rớt đồ không nha. Ok, hình như một đống đồ đã thuộc về anh Mr. J Ray. Cái nhẹ cực kỳ là đơn giản, nhưng mà có cái là cách này là chôn hơi khó các bạn ơi. Các bạn muốn chôn cách này là cũng hơi mệt đó. Mình thấy cách chôn này là không được hữu hiệu cho lắm, nhưng mà không sao, nó vẫn được mình chấm cho hai trái tim, à lộn, hai ngôi sao, vì cũng khá là đỉnh trời ơi. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày mai rất là nhiều nha. Nếu như các bạn thích những cái video mà mình chôn bạn bè của mình như thế này, các bạn đừng quên bình luận ngay cho mình biết nha các bạn. Và nếu như bạn thích thì mình sẽ cố gắng làm theo phần 2, phần 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì nữa cho bạn coi nha. Mình là Mr. J Ray đây. Nếu như các bạn thích video này đừng quên để lại cho mình một like, và nếu như các bạn chính của mình thì quên hãy nút đăng ký phía dưới, quên đừng quên bỏ lại giúp mình một giây xuống nút cái chuông nha. Mình là Mr. J Ray đây. Bye bye.